đời sống miệt thứ là ai, làm gì và ở đâu. Và miệt thứ hôm nay sẽ giới thiệu đến các anh chị mình về một nghề mà người thợ phải ngâm mình trong nước tận đến 8 giờ mỗi ngày, từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Đó là nghề vét bùn hay còn gọi là vét đáy hầm. Ở miệt thứ nói riêng và ở các vùng của tỉnh miền Tây nói chung, từ khi phong trào nuôi cá ao hầm phát triển, nhu cầu vệ sinh ao ngày càng một cao, đã phát sinh thêm nghề lặn vét đáy hầm. Đây là mày chuẩn bị giấu nè. Không chuẩn bị hả? Để làm được nghề này, ngoài sức khỏe của bản thân mình thì người thợ phải đầu tư một máy hút bùn đáy ao hầm. Với các gia đình có điều kiện, họ đầu tư máy hút bùn đáy ao hầm và họ chỉ cần thuê các trung niên hoặc trai tráng phụ việc mà thôi. Một số gia đình ở miền Tây đông con không có đất sản xuất cũng ráng đầu tư máy móc thiết bị để đi vét bùn thuê. Họ đi khắp các tỉnh thành có nuôi cá để làm thuê kiếm sống. Hôm nay cũng như mọi ngày, chúng mình đã dậy từ sớm để bắt đầu một ngày làm việc mới. Và miệt thứ thứ 11 đã có một cuộc trò chuyện đầy thú vị với chú. Con chào chú. Vậy là chú ở đâu hả chú? Tôi tên Minh, ở màn thứ 1 nè. À, thứ 11 mình ở khu phố nào ạ? Này khu phố Mán Đức. Là mình ở khúc nào chú? Ở huyện đội, kế huyện đội nè. À, kế huyện đội là ở cái xác đây. Dạ. À, chú làm nghề này thì gọi là nghề gì chú? Cái này bơm sình. Bơm sình. À, bơm sình thì là chú làm nghề bao nhiêu năm rồi? Này cũng mười mấy năm rồi. Này máy mình tự chế ên mình để mình làm á. Rồi trước đây chú làm công việc gì chú? Cũng làm mướn mình thế rồi 7-3 vậy đó. À, rồi lý do nào chú chọn cái nghề này? Cái nghề này chỉ là nghề phụ thêm thôi. Dạ. Mình làm thêm đó. Dạ. À, thường thì mỗi ngày mình làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ chú? Này 6 giờ, 7 giờ rồi mình làm tới 3-4 giờ chiều. Dạ. À, thường thì chú sẽ làm ở ngay khu vực thị trấn hay là mình còn đi các xã nữa? Làm đây rồi vòng vòng nữa, rồi có dịp anh em ta kêu thì mình đi xa chút nữa. Mình đi và mình phải làm từ sáng đến chiều. Như vậy là thời gian chú ở dưới nước là hơn 8 tiếng đồng hồ đó chú. Rồi con thấy cái nghề này nó hơi vất vả và nó khó khăn á chú, nó ảnh hưởng đến sức khỏe á. Thì có bao giờ chú suy nghĩ về điều này chưa? Bây giờ thì còn nghèo khổ thì làm ráng làm. Thế nào già yếu thì mình kiếm cái nghề khác ở trên bờ rồi bà làm bậy bạ. Chăn nuôi đồ này chứ lập dặn đó. Dạ. À, con cảm ơn chú đã chia sẻ. Con chúc chú có thật nhiều sức khỏe để mình có được một cuộc sống vui tươi.